cho hỏi chuyện chút xíu. Được rồi, mang giày vô, mang giày vô luôn đi. Mang giày vô luôn. Sao đâu? Hello em. Mang dép mà. Vô đây, ngồi đây nè. Đi, vô đây. Sao? Đây là chị Khanh. Chị Khanh là người đồng hành với chị ở trong YouTube á. Ngồi đây cho chị Khanh ngồi đó. Chị Khanh ngồi giữa đi. Không, em ngồi giữa đi chứ. Ngồi giữa đi. Nói chuyện chút xíu. Để em hôm nay mà không xà báo ạ. Má ơi, cô chào kìa. Không xà báo ạ. À, chào con. Em anh ơi. Em chào anh ạ. Em có xem ở trên TV, YouTube em thấy anh. Anh vậy không ạ? Dạ, được. Cảm ơn. Anh máy bác có chỉ thờ suốt ngày. Chào các bạn nha. Hôm nay là cô đây là Jessica, là cái người mà Tám nói trong cái clip trước là cổ đang bị giống như là gặp nạn á, thì bây giờ là một cái cuộc phỏng vấn nhỏ xíu thôi, là do là chị Khanh có gì hỏi Jessica để trình bày cho mọi người biết luôn cái tình hình của Jessica hiện nay là như thế nào. Thì cái tình hình của Jessica lúc đầu thì mình đã nắm, mình coi ở trên cái phố Bân Tha TV rồi. Bây giờ là cái tình hình hiện tại là bây giờ nó đang tiến triển như thế nào á, Jessica có thể cho mọi người biết được không? Dạ, thì sau khi mà em cũng rất là may mắn, sau khi mà tức là cái câu chuyện của em á, thực ra cái lúc đấy là em đã có vào một cái giai đoạn mà rất là khó khăn, giống như mình đi vào cái đường cùng rồi đấy, thì em quyết định là em đưa cái câu chuyện này lên để em nhờ cái sự trợ giúp của tất cả mọi người. Thì em cũng may mắn là được cô Tâm An đấy, nhà báo Tâm An với lại cả anh Lân là đã ở phố Bùng Sa thì đã giúp em để đưa ra cái tin này cho mọi người. Thì từ khi mà anh Lân đưa tin lên ấy, thì em cũng rất là may mắn được cộng đồng ở khắp nơi chia sẻ mà giúp đỡ, tức là làm cho cái tinh thần mình vững hơn rất nhiều và đã cho em một cái cơ hội là em có được một cái khoản tiền mà em từ trước đến giờ em không bao giờ nghĩ là em có thể làm được. Nhưng trong một cái thời gian rất ngắn khi mà anh Lân đưa tin lên thì em đã có được một cái khoản tiền để mà đi được đến luật sư. Đến khi mà cái clip của anh Lân đưa lên ấy, thì lúc đấy là cái lúc mà trên do cái video của cô Tâm An này và một anh nhà báo ở dưới San Diego thì có một cái group cộng đồng người Việt tên là Celine in Circle, do Ý Nguyễn này, anh Chuck, mấy Linh, mấy Vi, nhiều lắm các bạn ý giúp em để mà tạo được có cái tiếng nói của các bạn đấy. Thì nhất là Ý Nguyễn đó thì có một, rất là có trọng lượng trong cộng đồng người Việt Nam, thì mới giúp em để mà có được một cái số tiền như vậy. Đó, thì khi mà anh Lân đưa lên đó thì em gần như là đã đủ cái số tiền đó rồi để đi luật sư. Thì coi như hơn, em đã ký được với luật sư là hơn một tuần rồi. Thì em giấy cái case này nó quá nhiều giấy tờ đó, thì em vẫn tiếp tục chuyển giấy tờ cho luật sư, nhưng mà chắc họ cũng phải có một cái thời gian để họ đọc, họ chuẩn bị. Thì hôm qua em cũng nhận được email của cô luật sư, thì họ cũng phải làm một cái số investigation và họ cái case này nó đã đi quá xa rồi, tại vì em đã ký cái giấy tờ mà như chị biết đó, các bạn biết đó, là em đã quá tin cái người social worker đó, thì em đã ký rồi. Khi mà mình ký như vậy là mình đã bị một cái giống như là mình nhận tội mà mình không hề biết. Cô ta nói với em đây là cái safety plan để mà đưa con cho người chồng giữ. Thì em mà không ký thì cô ta nói là em sẽ bị cảnh sát bắt. Đấy, thì cảnh sát bắt, còn đâu nếu mà em không làm thì em hãy ký đi. Thì 2 tuần hoặc 1 tháng thì em sẽ được gặp con. Thì mình tin là em chưa bao giờ em bị dính dáng gì đến pháp luật. Thì em chưa bao giờ làm những cái chuyện này á. Thì em tin người ta là người của chính phủ, mấy người social worker là những cái người mà mình thấy là tin đấy. Thì mình ký. Thì sau đấy thì em mới bị tất những cái chuyện như thế này. Bây giờ là mình bị cái khó là cái chỗ đó là mình đã ký rồi. Thì người ta nói là các luật sư mà về criminal đấy, họ nói là
họ sẽ, tức là từ ngày 19 tháng 10 đó, em họ sẽ bắt em bất cứ lúc nào mà cái tội của em là người ta nói là có thể bị life sentence. Thì cái đó làm cho em bị tù chung thân đó. Nhưng mà chị xin lỗi, chị cắt em cái này. Thứ nhất, em phải giữ cái bình tĩnh. Em phải luôn luôn giữ cái bình tĩnh. Tại vì mình không có làm cái gì hết mà để cho đến mức độ mình phải bị tù chung thân như vậy. Cái đầu tiên mà muốn giải quyết vấn đề là lúc nào chị khuyên em là em phải bình tĩnh. Tại vì khi em bình tĩnh thì em mới sáng suốt, em nhìn ra cái câu chuyện được. Thì bất cứ cái gì đi chăng nữa, các bạn cũng phải hiểu rằng là một cái sự vô tình hay một cái sự cố tình mà để tạo ra một cái câu chuyện như người ta lập cái lỗi đi, thì không phải là cái sự cố tình mà em làm ra. Em hiểu chị nói không? Nên chị làm gì thì làm, cái tinh thần em nó phải vững. Thì chị muốn hỏi em ngày hôm nay, thì chị biết rằng là cái câu chuyện của em cũng chia sẻ rất là nhiều qua cái kênh của anh Lân của Phố Bonsa. Thì nhưng mà trong cái kênh của bà Tám với lại cũng có một người gọi rằng là Mạnh Thường Quân cũng nghe câu chuyện này, cũng và nhờ người Mạnh Thường Quân này mà tụi chị mới biết được câu chuyện của em. Thì lúc đó chị bắt cũng có theo dõi, em biết không? Thì sẵn đây thì chị muốn nói rằng là em có thể tóm lược một chút xíu về cái câu chuyện nó đã xảy ra như thế nào. Em không cần phải nói từng chi tiết quá là thì có cái gì thì người ta có thể lên trên cái phố Bonsa người ta nghe. Nhưng chị muốn hiểu được câu chuyện của em là cũng để cho em chia sẻ ra đây, cũng như là mình chia sẻ ra đây để cho mọi người ở đây người ta cũng có được một cái bài học, cũng như là những gì mà em đã trải qua. Có phải có những người thật ra người ta cũng không có biết cái luật ở bên này hay là những cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy đâu, Jessica hiểu chị nói không? Thì em có thể anh cho một cái câu chuyện rất là ngắn gọn, ngắn gọn mà. Thì em lấy chồng thì được ở với anh ta được 15 năm, thì lấy chồng là 13 năm rưỡi và có ba bé trai. Thì cái cuộc sống đang rất là bình thường, rất là êm đẹp mà ai cũng nói là như một cái bức tranh ấy. Thì em cũng sống trong một cái, tức là anh ta là đã ly dị lần này lần thứ ba rồi, thì em cũng có một cái sự gọi là cũng lo sợ, nhưng mà em vẫn tin là tại vì mình có ba con rồi, với cả em hai lần bị sẩy nữa là 5 lần. Thì với cái tình nghĩa vậy đấy mà mình thì là cái người mà hết tình hết nghĩa đó chị. Đó thì cuộc sống đang êm đẹp như vậy thì một ngày thì anh ta đi làm về và anh ta nói là muốn ly dị, thì gọi tất cả bố mẹ con vào thì ly dị. Thì lúc đấy thì con em nó sợ lắm, nó níu kéo rồi rằng giật cha lại rồi cứ bắt em phải xin lỗi. Thì em cũng xin lỗi, em làm đủ các thứ để cho con em mà cho nó cảm thấy yên tâm, nhưng mà anh ta vẫn bỏ đi. Thì cho đến khi cái chuyện đó xảy ra từ năm ngoái, tháng 4 năm ngoái, thì mọi chuyện diễn ra bình thường. Cái lúc đầu ly dị thì anh ta cũng đưa em ra tòa nói là cái lý do là em là một người mẹ bị điên, tại vì em hay la mắng con cái. Thì những cái gì mà anh ta đưa ra cùng với cả những cái người nhân chứng mà anh ta đã kéo họ vào đấy để mà nói là hãy nói là người mẹ bị điên thì không thuyết phục được ông tòa, tại vì em không bao giờ làm cái điều gì trái hết. Em chỉ là một cái người mẹ mà quá là vì gia đình thôi, thương con và làm tất cả mọi thứ. Thì không đủ sức thuyết phục với ông tòa, thì ông tòa vẫn cho em quyền nuôi con, và anh ta là người làm rất nhiều tiền thì anh ta phải trả cái tiền child support cho em và cái tiền alimony. Thế thì khi những đứa con em về nhà thì nó cứ nói em, lúc mà em nó bực lên ấy, thì nó mắng em, nó nói là tại sao lại đi lấy tiền của bố nó, tiền mà child support của bố nó như vậy. Nó rất là lo sợ mà nó còn khóc nữa, nó nói là như vậy thì bố nó sẽ bị ra homeless. Bố nó cứ dạy nó những cái điều như vậy. Em là cái người mà đào mỏ lấy tiền nuôi con và lấy tiền nuôi vợ, lấy alimony và child support, sẽ để một ngày để cho bố nó bị homeless. Thì nó rất lo sợ cái đấy. Thế thì từ cái đó đó mọi chuyện cũng dẫn biến ra bình thường, cho đến một ngày mà con em nhảy múa với những cái bộ mà bikini mà mọi người đã biết ấy. Thì em chụp hình, và lúc đấy em đang nấu cơm, em chụp hình xong rồi em có gửi cho anh ta. Thì mọi người tất cả đều là nói em, phản ứng là em là một cái người ngu xuẩn. Nhưng mà nói thật với chị là trong cái lúc ly dị đó, em thấy con em những cái giây phút như vậy đấy, em thấy là thương con vô cùng. Và cái lòng của em thì em chỉ muốn là chia sẻ cái đó cho chính cái người cha của nó. Tại vì những cái giây phút mà con em nó đang chơi như vậy đó. Thế nhưng mà không ngờ cái đó đâu,
lại dẫn em, đưa em tới cái việc như thế này. Thì khi mà cái người social worker tới á, thì cái người đó hỏi em là em có biết được cái tấm hình đó không, thì em nói biết chứ, tại vì em là người làm ra cái tấm hình đó. Nhưng còn cái chuyện mà hở ra trong lúc thằng bé mà nó nhảy múa, nó hở ra giống như là cái accident đó, thì em lại không được biết. Thì em chỉ gửi cho khoảng 5-6 tấm hình thôi. Thì cái người điều tra mà sau này em mới biết nói là gửi tới 31 tấm hình mà có những cái tấm hình mà hở. Thì em không hề biết cái chuyện đấy. Thì khi mà người social worker đến hỏi em có biết không thì em nói có. Thì bà ta có đưa cho em một cái tờ giấy mà kể cả những người mà đọc hỏi tiếng Anh giỏi ở Mỹ cũng không thể nào mà đọc được. Thì em nhìn vào đó là nó như là viết chấm chéo lên nhau, dối lên rồi, em không đọc được. Mà bà cũng ta cũng không bao giờ đọc cho em hết. Bà đến là với một tờ giấy là đã ghi trước rồi, ký hết rồi, ghi rồi. Và nói em là ký vào, giải thích cho em đây là gọi là safety plan. Mà cái này chỉ là để cho người chồng giữ con, để cho người ta điều tra. Thì em mới hỏi là bao lâu, thì bà ta nói là có thể 2 tuần, 1 tháng. Đó thì nếu như mà em không ký đó thì bà ta nói là em sẽ bị bắt. Đó thì em rất là sợ, thật với chị lúc đấy là em lo sợ lắm, em run lắm. Em chạy ra cái bếp, em chỉ cho bà ta là cái ngày hôm nay này là cái ngày mà em đi dậy sớm từ Costco đó, 5 giờ sáng để em đi xếp hàng. Hôm đấy là những cái đợt dịch đó, mình phải xếp hàng từ 5 giờ sáng để mà mình mới vào cửa được 10 giờ, mình mới mua được những cái món đồ mà mình cần ở Costco. Thì em nói là em mua đồ cho con em ăn, em thương con em lắm, em không bao giờ làm cái gì mà xấu xa với con em hết. Thì tại sao lại bắt em ký? Thì bà ta nói là em là cái tội là sexual abuse này, cái tội child abuse là đánh con. Em nói em không bao giờ làm những cái đấy hết, thì làm sao bắt em ký? Thì bà ta nói là tất cả những cái này nếu như mà chỉ là điều tra thôi, nếu như mà mày không làm đó thì mày cứ ký đi, ký đi, thì sau khi điều tra thì 2 tuần 1 tháng thì đó là được nhìn con. Còn đâu nếu như mà mày không ký là mày sẽ bị bắt. Thế thì em nghe đến đấy là em run người lên rồi, em chạy ra em chỉ đồ ăn, rồi em chỉ có thứ thanh minh với người ta đủ thứ. Rồi em kể là cái phong tục của mình, rồi cho con chăm chút cho con thế nọ thế kia, dài dòng lắm. Thì thế nhưng mà cuối cùng thì em cũng ký. Thì cái tờ giấy đấy đấy là một cái mà giống như là tất cả nó xảy ra từ bắt đầu một cái chuỗi mà như thế này, để mà cho đến ngày hôm nay là em đang sống trong một cái lo sợ là người ta nói là em có thể bị tù chung thân. Tại vì trong thư đó nó ghi hết ra tội của mình. Dạ. Là bắt mình ký là coi như mình đã nhận tội. Dạ. Nhưng mà em không hề biết, tại vì không thể đọc được. Nếu bây giờ em có đưa cho luật sư thì luật sư cũng nói là không thể đọc được. Thì luật sư có nói là lấy cái sẽ yêu cầu là đưa cái bản chính. Mà cái bản chính đó thì em có chụp lại, nhưng mà nó chồng chéo lên nhau mà nó rất là khó hiểu. Thì một cái người em không phải là không biết tiếng Anh, em biết tiếng Anh nhưng mà em cứ nghĩ là mình biết tiếng Anh thì là mình là đủ rồi, như nói chuyện thì là đủ rồi. Nhưng mà thực ra những cái này là về luật. Rồi những cái mà người ta giống như người ta cố tình người ta bắt mình là mình nhận đi, rồi mình ký đi, mình không ký bị cảnh sát bắt. Thì sau đó 2 ngày em có gọi cảnh sát em hỏi, thì cảnh sát nói không, người ta sẽ không bắt nếu như mà em, người ta không file the evidence. Thì em có làm gì đâu. Thì đấy là cái mà mình quá tin người chị ạ. Em sợ quá rồi. Em sợ, tại vì mình chưa bao giờ mình làm gì dính dáng đến pháp luật hết. Với cả mình bây giờ mình chỉ cần con thôi. Mà bây giờ trong cái ly dị này tự nhiên nói là mình bị bắt, thì mình làm sao mà có con được, mình sợ lắm. Thì mình thôi mình ký đi để cho người ta điều tra xong thì mình được gặp con. Thì cái nghĩ đơn giản của em là như vậy. Tại vì em tin người ta quá đó. Người ta là social worker. Nhưng mà bây giờ cái câu chuyện nó đã như vậy rồi. Bây giờ khi mà bây giờ em đi ra luật sư thì cái người luật sư khuyên em như thế nào? Thì em đi ra luật sư thì em chỉ có luật sư ly dị thôi. Nhưng mà khi chuyện này xảy ra thì cái luật sư ly dị nói em phải đi kiếm ngay cái luật sư criminal để defense cho em. Thì người luật sư criminal sau khi mà có nói chuyện với DA ấy, thì người ta nói là cái này là rất là serious. Tại vì người ta trả em cái tội là lạm dụng tình dục. Cái người mà em theo cái instructor mà em theo học cái lớp co-parenting ấy, họ nói em cái tội này tức là em ngập cái đó, em mút cái đó của con em, rồi em làm những cái chuyện đồi bại như là làm tình với con em đó.
mà chị bảo là nếu mà evidence hoặc gì trên đời ấy, em này em chưa bao giờ làm cái chuyện này hết đấy thì mà họ có cái bằng chứng hay không? Em không biết là những cái bằng chứng gì mà họ có, nhưng mà để bằng chứng mà về những cái tội như vậy, những cái chuyện như vậy thì không bao giờ em có được hết. Nên là trong cái bản thân em ấy, thì em vẫn rất là tự tin là em chưa bao giờ làm một cái điều gì xấu xa đồi bại như thế với bất cứ một ai, chứ đừng nói là với con em, với những chính cái đứa con mà em thương nó, nó không chính cả bản thân của em. Tại vì em ở đây em không có ai á. Mình thôi, ba đứa con em ấy là tất cả những cái gì mà em có được ở trên cái nơi này. Cho tới bây giờ chị cũng chưa gặp được mấy đứa nhỏ luôn. Em chưa gặp được, em chỉ cái lần cuối cùng em chỉ gặp được trên điện thoại thôi. Thì cái lần cuối cùng tức là cách đấy 3 tháng thì em được FaceTime. Thì FaceTime ấy thì em được nhìn mặt con em. Thì cái lần cuối cùng ấy, cái người mà monitor cái cuộc FaceTime ấy, người ta phải dừng lại, cái cô đó, cô phải dừng lại, tại vì cái đứa bé nó vào cái nó nói em là này này, mommy do you have a sugar daddy? Thì nó ngồi như này, cái camera đây, nhưng mà lúc nào nó cũng như này, nó nhìn lên như này, xong nó nhắc lại, và cái người monitor người ta cũng nghe thấy cái giọng người nhắc, thì nó nói là, nó cứ vừa nói, nó vừa nhìn này, nó nói là mommy do you have a sugar daddy? Em cũng ngạc nhiên, em nói không, mommy không bao giờ có sugar daddy. Nó hỏi là do you have another baby with sugar daddy to replace me? Chị biết không, cái đó lúc đó cái tim em nó thắt lại, tại vì em thương con em vô cùng, nhưng mà cái người nào đó đã làm cho con em tin là em đã ký cái giấy để em bỏ con em để em đi với người khác và em có cái con với người khác đó. Cái đó nó làm cho cái đứa bé, cái đứa con đó là em thương nó lắm. Lúc nào chơi 5 phút ấy là con em nó chạy tới nó ôm em rồi. Lúc nào cũng vậy, mấy mẹ con là quây quần ở bếp nấu thôi. Em về nhà là cái vui sướng và cái niềm vui lớn nhất của em là lúc nào cũng nấu cơm cho con em ăn và nhìn thấy con em ngồi học ở cái bàn bếp. Đấy là cái mà vui sướng nhất mỗi sau cái cuối ngày của em. Lúc nào thằng bé nó đi, nó cũng gần gũi em lắm. Nó đi chợ hoặc đi gì nó cũng muốn đi với em. Nó nói là nó chỉ muốn đi đâu mà đi với má mi, đi chợ cũng được, đi đâu cũng được, cho nó đi. Nhưng mà cho nó đi vào cái tiệm 99 cent ấy, mua cho nó một món quà thôi. Tại vì 99 cent không có đắt quá, không có not too expensive, thì mua cho nó một cái món quà 99 cent thôi. Bây giờ mỗi lần mà đi chợ hoặc đi qua đầu mà nay thì nay em nhớ nó lắm. Con em ngoan lắm. Con em là 8 tuổi, 12 tuổi, 4 tuổi. Nhưng mà bọn nó em dạy chúng nó rất kỹ, nó rất là ngoan. Thì nó thương em lắm. Nó thương em lắm, nhưng mà em sợ là bây giờ người ta cứ giống như là brainwash con em đó, thì nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề là em đã có luật sư, em đã có luật sư rồi, và luật sư đang nắm cái hồ sơ của em và biết là cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, thì cái người luật sư đó có cho em một cái hy vọng gì hay không, mà có cái con đường đi tới nó sẽ như thế nào? Dạ, thì khi mà em trước khi mà em được cộng đồng giúp em lên đây đó, thì em có đi cái người gặp người luật sư. Thì tại vì khi mà em nghe cái tin là người ta sẽ bắt em bất cứ lúc nào kể từ cái ngày 19, và cái này của em rất serious, người ta em sẽ bị life sentence, mà cái tên dụng của em là từ 25.000 cho tới 50.000, thì khi đó là chị biết ông trời đất giống như sụp đổ thôi. Cái khoản tiền đó nó quá là quá khả năng của em. Tại vì ly dị này đã mất, em đã mang nợ tới 60, hơn 60 ngàn. Từ năm ngoái hơn một tí thì anh ta gọi số xô quốc cờ tới. Nên là cái ly dị này của em nó làm cho em nợ rất là nhiều rồi. Em không có khả năng thì em thấy vậy, em mới chạy đến cái văn phòng của luật sư mà criminal đó.
thì em đứng ở đó 3 tiếng đồng hồ ấy. Em gọi điện khắp nơi để mà em hỏi và những người bạn có thể giúp em ấy, thì không có một cái hy vọng nào nữa đó. Thì em về em nghĩ là em sẽ về vào tù và em sẽ phải không ai biết được đó. Thì em mới quyết định em lên đây. Thì khi mà em lên em nói được chuyện, cái câu chuyện của em lên đó, thì các nhà báo Tâm An với cả anh Lân đó, mấy cái group mà Celine Insight mới giúp em, thì em tới được cái cô luật sư. Thì cái cô luật sư này là mới hết em được có một tuần thôi. Thì khi đó thì họ cũng, bây giờ thì họ cũng chưa hẳn là họ biết rõ cái case của em. Họ bây giờ vẫn còn đang tìm hiểu và họ lên cái phương án. Thì họ không đưa ra cho mình một cái gì mà gọi là bảo đảm hết, và họ cũng không cho biết một cái kết quả. Nhưng mà họ nói là họ tin em. Họ nói là khi mà nói chuyện với em và cái DA, cái investigation á, thì cái đó là khác 180%. Tức là người ta nói em là một cái người rất là kinh khủng, một cái người mà sexual abuse, một cái người mà làm tình với con em đó. Đó thì, nhưng mà em nói thì khác, người ta gặp em thì lại là một cái khác, câu chuyện khác hoàn toàn. Nhưng mà họ nói là họ tin em nên họ sẽ nhận cái case của em. Mà em thấy là cái cô luật sư này, tức là từ cái cô này là từ 45.000, cô thấy hoàn cảnh của em đã hạ xuống 25.000, xong rồi em cũng cái hoàn cảnh quá đó, thì cô hạ 20.000, xong rồi cuối cùng em vào com hết tất cả mọi nơi, cộng đồng giúp em cũng được có 18, thì cô ấy lấy em 18.000 luôn. Thì cô nói là I will help you. Đó thì em thấy cái người luật sư này giống như người ta có một cái tâm ấy. Nhưng mà không có một luật sư nào, em chỉ tham khảo khoảng 5-6 luật sư, người ta không nói một cái guarantee, một cái gì mà người ta đảm bảo hết. Nhưng mà người ta nói là cái case này rất là khó khăn, tại vì mình đã ký, mình ký. Và những cái evidence là như là con em nó nói là em có sờ nó. Đấy là một cái mặt rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái thằng bé đó thì em có giải thích là em không phải là sờ mà kiểu là bệnh bạn, mà em sờ là con em nó nói ngứa. Hoặc là 3 tháng trước đó đấy, nó cứ về nhà, nó cứ vạch ra, nó hỏi em là tại sao hai cái hòn đó của nó lại nhỏ. Thì em với cả con em cũng quay lại để coi thôi. Thì nói là không, con này bình thường, tại vì thật sự là nó bình thường. Nhưng mà nó cứ quay về nhà mình, nó hỏi tại sao lại nhỏ, mà tại sao nó lại làm cái chuyện đấy, chị biết không. Thì cho đến bây giờ em có một cái gì đấy rất là ngờ vực, mà em không biết là từ đâu tới. Đó rồi cả ba cái quần nữa em cũng không bao giờ thấy ở nhà em hết, mà tự nhiên nó về nhà mà đang nấu cơm, tự nhiên ba thằng mặc xong rồi ra nhà ba mặc. Cái quần đó là nó lấy từ đâu? Cái quần đó là một cái mà tự làm chị ạ, mà em không biết được từ đâu, mà không bao giờ thấy ở nhà em. Cái cô mà ở chung nhà với em cũng không bao giờ nhìn thấy ở nhà em hết. Vậy chứ nó lấy từ đâu ba cái quần? Nó thì mình không biết. Nhưng mà tại vì nó đi về thì nó có cái bách khác, mình nó không đi đâu biết về? Thì nó từ nhà bố nó về, từ nhà mình chỉ có từ nhà bố nó về nó thôi về. Thì em mình không bao giờ mình kiểm tra xong cái bách khác nó có gì, nhưng mà đấy là một cái mà ngờ nghi vấn và ngờ vực của em nữa. Thì em nghĩ là đã có một cái ai đó đã có một cái plan rồi, nhưng mà mình thì không hề biết. Mình người ta đã take advance mà mình không hề biết đó chị. Mình không có một cái sự chuẩn bị gì hết. Mà chính vì thế em còn đi em chụp hình và em gửi đi. Đấy thì mình có biết gì đâu, mình cứ nghĩ là mình chia sẻ những cái giây phút mà con mình nó vui nhộn với những người cha của nó thôi, chứ mình không nghĩ là cái này nó lại là nó nhìn thấy có một cái cơ hội để mà cho nó chống lại mình, để mà nó cho nó đẩy mình vào tù vĩnh viễn, để mà không bao giờ nó phải lo cái chuyện mà tiền. Đấy thì nếu như mà em không có một cái sự giúp đỡ của luật sư, tại vì luật sư là người ta sẽ, khi mà người ta nhận cái case, người ta sẽ vào trong đó để người ta nói chuyện với cả DA, người ta đại diện. Thế nhưng còn đâu cái chuyện mà người ta có bắt mình hay không, đấy lại là chuyện khác, người ta cũng không bảo đảm bảo. Đó, nhưng mà tại vì cái thời Covid này nên là mọi thứ nó đều chậm lại, nên là người ta nói có thể là em chưa bị là vì như vậy. Đấy, đấy chứ còn người ta không biết, bây giờ coi như không biết cái điều gì nó sẽ xảy ra đó chị. Thì bây giờ từ đây cho tới cái chuyện gì nó xảy ra mình sẽ không biết được. Nhưng mà cái ăn thua là cái tinh thần của em phải giữ vững. Tại vì khi em đứng vững như vậy, khi mà mình đi bước ra, cho là đứng trước tòa hay là bất cứ cái gì đi chăng nữa, em vẫn nói thành thật những gì mà mình đã làm, hoặc là những gì mà mình không biết, hay là những, cũng như em nói là những cái câu chuyện nó đã xảy ra và tại sao mình hành động như vậy, mà cái hành động của mình thì mình không có mean to be mà làm như vậy. Em hiểu chị nói không? Thì em mình cứ sẵn sàng, mình phải
open up, mình nói chuyện hết cho cái người luật sư là cái người đầu tiên là mình phải chia sẻ. Cái thứ nhì là mình phải nói chuyện với cái người district attorney, thì mình phải nói chuyện với cái người đó. Chị nghĩ là em sẽ có district attorney luôn phải không em? Cái người district attorney là những người mà luật sư bảo vệ cho mình mà không có phải tốn tiền nhiều, không có tốn tiền, thì đó là của chính phủ. Không, chị ơi, nếu như mà tức là những cái người đấy gọi là public defender đó, thì những cái đó đó thì em cũng đi hỏi rồi, thì người ta nói là nếu như mà không có tiền đấy thì sẽ là có public defender. Nhưng mà public defender đó thì tức là họ phải bắt mình đã, mình phải vào mình ngồi tù đã chị ạ. Mình vào mình ngồi tù xong rồi mình phải bail ra, mà cái tiền bail đó đó thì cái như cái case của em đấy thì luật sư nói là khoảng là phải trên 100 ngàn, thì cái tiền bail phải là khoảng 10 ngàn. Mà cái tiền bail đấy là coi như mình mất luôn, mà mình không có cái tiền đó là mình cứ ở trong tù thôi. Thì khi mình ở trong tù rồi mình mới có được cái gọi là public defender. Nhưng mà cái public defender ấy, họ chỉ có là cho mình, họ sẽ nói mình điều đình với mình để mình nhận cái tội để cho nó giảm nhẹ xuống. Thí dụ như mình đi tù 10 năm thì là mình đi tù 8 năm, chứ còn đâu họ không phải là họ đấy thì theo đấy đấy thì theo em cũng không biết, nhưng mà em nghe nói là như vậy. Đấy, nghe nói các bạn chia sẻ với em là như vậy. Là coi như bây giờ là coi như là tạm thời là em đã có luật sư và luật sư đang làm việc cái case của em. Dạ, thì coi như là đấy thì là luật sư bây giờ là 18 ngàn là bắt đầu, họ bắt đầu vào cuộc. Nhưng còn đâu cái case này của em thì họ nói là sẽ phải rất là tốn kém, tại vì rất là nhiều việc phải làm. Thì nhưng hôm qua thì cái việc đầu tiên họ nói là em phải đi lấy một, phải có một cái giấy của một bạn người PhD là người license về thẩm định về cái tâm lý đó, là psychology evaluation. Thì cái đó rất là cần thiết và quan trọng cho case của em. Thì em phải làm cái đó, thì cái đó rất là tốn kém, cái tiền nó cũng phí nó rất là cao. Thì em cũng đang đi tìm kiếm cái sự giúp đỡ để mà làm được cái đó. Đấy là cái coi như sau hơn một tuần đó thì ký với luật sư thì em cũng chưa nhận được cái gì mới, nhưng mà nó cũng làm cho em có một cái gì đó nó vững tin hơn. Tuy là sống rất là hoang mang lo sợ, chỉ phải biết là em ở trong cái tình trạng là em cứ nghe thấy tiếng còi cảnh sát là em run lắm, nhất là buổi đêm chị biết không, cái tiếng còi cảnh sát mà nó tới gần thì em người em là nó run lên, nó lạnh, rồi em nghĩ là họ đang tới bắt mình rồi đó. Đó thì cứ từng giờ từng phút ngày nào vậy, từng đêm một là em lo sợ như vậy đó chị. Ví dụ như mình có cái luật sư riêng như vậy rồi mà nó vẫn bắt mình hả? Dạ thì có chứ chị, nếu như mà tại vì luật sư nói là không có chắc chắn được là nó không bắt mình nó có thể là nó báo cho mình thôi, chứ còn dạ mình không có luật sư thì nó tới nó bắt, còn đâu nếu mà có luật sư thì hình như là mình có sẽ luật sư được thì chị nghĩ là không có bắt như vậy đâu em. Cái gì là họ sẽ có lo, đừng có run sợ gì hết á, mình đã có luật sư rồi, có luật sư là mình đâu có lo những cái chuyện đó em, biết không? Dạ thì em cũng, nhưng mà em nên nói chuyện với luật sư, em phải nên trình bày những cái giống như là em trình bày là ok bây giờ những cái lo sợ của em như thế vậy đó, rồi em phải đặt cái câu hỏi rằng là ồ có bao giờ là người ta tới bắt tôi, là bắt mình có, em hỏi rồi đấy, em hỏi rồi đấy. Thì họ nói là cái đó thì nó sẽ, người ta sẽ làm hết khả năng, nhưng mà người ta cũng không biết, cũng có thể là có, mình người ta không biết, nhưng mà người ta sẽ có luật sư thì luật sư sẽ vào nói chuyện với cả DA, thì người ta có thể là báo trước cho mình để mà có thể là mình tự đến đúng bằng cảnh sát đấy, thay bằng chị nghĩ là tự đến nhiều hơn đó. Jessica, mà khi mà sự việc xảy ra thì cái đó là cái mà giống như là em hoảng đúng. Em hoảng sợ vô cùng chị ạ, tại vì em không có một ai thân thích ở đây hết, không có một cái người nào bà con thân thích ở gia đình gì hết, nên em bảo như vậy thì sẽ không ai biết hết, chỉ biết là không một ai mà có thể giúp mình được hết, mà em thấy em bị giống như rất là đối xử không có công bằng. Khi mà người social worker như vậy rồi, kể cả cái người mà mediation ở tòa đó, là cái người mà bà ta nói là chỉ có hòa giải thôi, nhưng mà chứ không nói là ai đúng ai sai. Nhưng mà khi ra hòa giải đó thì bà ta lại để cho ông chồng toàn quyền nói. Thì bà ta nói là tại em hỏi tại sao, thì bà ta nói là mày không phải là victim mà nó là victim. Thì em cũng thấy nó có một cái sự gì bất công khi mà em, mà họ bà hỏi là em nói gì nữa không, thì em nói là em thấy không có công bằng. Thì bà ấy nói em là em nói over bà, rồi bà nói em là
mày là một người mẹ không tốt và bà cứ luôn miệng bà gọi em mày là sexual abuse, mày là molester. Thì em mới nói là em không dám nói lại cãi lại, nhưng mà em chỉ rất là upset, mà em nói là em nghĩ thôi là mình chưa có một cái giấy tờ gì nói mình là molester, tại sao bà cứ gọi mình như vậy. Thì em thấy cái đó là nó không có công bằng cho em, nhưng mà em không dám phản đối người ta, tại vì là bà mở miệng ra là bà lớn tiếng lên với em, bà nói là em không nghe lời bà ấy, bà sẽ report cái này cho ông church, thì ông church sẽ không cho em một cái quyền gì hết. Mà đúng như là bà ta nói, thì cái tờ giấy bà đưa lên cho ông church ở đó là viết rất nhiều cái mà không hề có trong cái cuộc đó, em không hề nói thì bà cũng nói. Ví dụ như bà ta nói là em nói là người social worker nói dối, em không nói như vậy, em nói là người social worker nói với em như vậy. Sự thật là không như thế, tại vì em hỏi cảnh sát nói là nếu như mà em không làm thì em không có bị bắt. Cái đó là sự thật như vậy, chứ em chưa bao giờ em nói những cái điều mà bà viết trong giấy, thì bà viết lên cho ông tòa những cái, nhiều cái mà em lợi, em không hề nói ra, thì bà lại viết như vậy. Đấy, thì rồi bà lại nói, bà viết lên đề nghị với ông tòa là cho em không được nhìn thấy con em nữa. Coi như từ lúc đấy đó, thì em không bao giờ em được nhìn thấy các con em, mà chỉ có điện thoại thôi. Mà điện thoại ấy, thì con hai đứa con bé của em không bao giờ em được nói chuyện nữa. Coi như đã đến 5 tháng đây, 4 5 tháng nay em không bao giờ em được nói chuyện với hai cái cậu bé út nhà em nữa, mà chỉ có cái cậu bé lớn thôi. Tại vì cậu bé lớn thì nó khôn, nó 14 tuổi rồi, nó biết là nó cần phải nói gì. Thì nó cũng rất là gần gũi với người cha của nó, và nó rất là nghe lời, và giống như người cha của nó biết cách để mà biết cách để mà làm cho nó nghe lời đấy. Thì đấy, thì em chỉ được nói chuyện với người con lớn thôi, chứ còn đâu hai cậu bé thì em nhớ lắm, nhưng mà em không bao giờ em được nghe hết đó. Rồi kể cả cái tiền mà alimony đó, tức là cái tiền child support thì anh ta đã không trả thì đã đành, thì em cũng không có đòi hỏi gì, tại vì anh ta có con. Nhưng mà bây giờ kể cả cái tiền alimony thì không có cái giấy nào của tòa mà nói là anh ta ngưng cái tiền đấy hết. Nhưng mà anh ta cũng tự động anh ta ngưng, thì tức là anh ta có một cái sức rất là mạnh, tại vì anh ta có tới hai luật sư. Đấy, thì ly dị, nhưng mà ly dị này em không biết tiếng Anh nhiều, em cũng chẳng hiểu luật, mà anh ta làm gì em cũng chẳng có phản nào gì hết, chẳng có bao giờ chống lại gì hết. Mà anh ta có tới hai luật sư mà rất đắt tiền, thì đấy là một cái mà vâng, là rất là dễ hiểu là ý đồ của anh ta muốn gì. Thì chị nghĩ là những cái chia sẻ của em thì cũng rất là rõ ràng, và mọi người cũng đã hiểu cái câu chuyện của Jessica, những gì mà em đang đang bị và đang trải qua, em biết không. Thì thật ra thì chị cũng không biết nói gì hơn là chị chỉ cầu nguyện, cầu mong cho rằng là em giữ vững cái tinh thần, cố gắng, hy vọng rằng là em gặp được những người tốt, những người mà có thể giúp cho em. Thì hiểu, khi mà em nói chuyện ra là chị cũng thấy cái case này nó là một cái case lớn, chứ không phải là một cái chuyện nhỏ, em biết không. Nhưng mà mình cứ sống thật, những cái chuyện như thế nào mình cứ nói thật, rồi chỉ cầu nguyện, hy vọng rằng là mọi chuyện nó sẽ là tốt đẹp cho em, một nhìn thấy một cái ánh sáng, một cái con đường đi tới. Em đừng có quá bi quan. Thôi, cái thứ hai nữa là cũng cộng đồng thì chị hiểu được là cái case này là cái case mà chị phải nói rằng là cũng cần rất là nhiều cái sự giúp đỡ, tại vì những cái gì đi sắp tới, và em biết là một khi em đã đụng tới luật và luật sư và tất cả những cái đó, một cái chi phí rất là lớn, chứ không phải là một cái chuyện nhỏ. Thì cũng nơi đây, qua cái kênh của bà Tám Căn Thơ, thì nếu mà các bạn nào nếu muốn giúp đỡ cho Jessica, thì bây giờ em cho mọi người biết là muốn liên lạc cho em bằng cách nào, và muốn giúp đỡ em thì sẽ như thế nào, thì em cứ kịp nói cho mọi người biết. Tại vì tụi chị và Căn Thơ chỉ là cái người giúp em chia sẻ cái thông tin này ra để giúp em, chứ tụi chị không có nhận tiền để mà đưa lại cho em. Dạ, em hiểu. Dạ, chỉ có một cái là vừa rồi cũng nhờ cái người Mạnh Thường Quân này rất là tin tưởng Căn Thơ, nên là nhờ Căn Thơ đưa cho em một cái số tiền. Em biết không, số tiền là bao nhiêu Thơ? 5 ngàn. Số tiền là 5 ngàn, em biết ha. Thì
nên do đó tụi chị mới biết được Jessica, và tụi chị cũng muốn mời em đến đây ngày hôm nay. Thứ nhất là đúng lý ra là tụi chị sẽ đi lên trên em để cho em biết là hoàn cảnh của em như vậy, để em khỏi phải đi xuống. Nhưng mà tại vì anh Quang cũng bệnh rồi và tụi chị cũng có bận rất là nhiều chuyện nên không có thể nào đi lên trên em được, thì nên em đi xuống dưới đây thì cũng là cũng mừng là em có đi xuống dưới này được, để cho tụi chị cũng có cái dịp để mà gặp em cũng như chia sẻ cái thông tin của em đến cho cộng đồng, để cho mọi người có ai giúp đỡ được em, hay ai có một cái ý kiến nào đó, hay ai đã từng trải qua cái những hoàn cảnh giống như em, thì cho em có một cái giống như mình có một cái idea, một cái con đường để mà giúp cho em trong cái trong những ngày sắp tới nha. Thì bây giờ nếu mà muốn giúp em thì liên lạc với em thế nào, em có thể cho các bạn biết số phone hay là như thế nào thì em có thể em chia sẻ được không? Dạ, thì trước hết là đây cũng là cái lần đầu tiên em được gặp chị. Em rất là cảm ơn chị và chị Thơ. Tuy là chị, em biết là chị cũng rất là bận rộn với gia đình và với anh Quang, nhưng mà chị cũng có thời gian cho em ở đây, và chị cũng có một cái lòng như thế này để giúp em. Thì em vô cùng biết ơn chị, tại vì cái việc làm này của chị sẽ là cho em thêm một cái hy vọng là em sẽ có được nhiều người biết đến, cộng đồng Việt Nam sẽ đứng lên để cùng với em. Em vô cùng biết ơn là em chỉ biết nói là đợi biết ơn vô cùng với tất cả cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi đã chia sẻ, đã cho em ý kiến và những cái đóng góp, đã chung tay với em. Và em cũng hiểu là những cái sự đóng góp này của tất cả cộng đồng ở khắp nơi là đều rất là khó khăn trong cái thời gian này. Nền kinh tế cũng rất khó khăn, mà cộng đồng Việt Nam đã giang tay ra để giúp em, để em có thêm được sức mạnh, để có thêm một cái hy vọng. Và nhờ cộng đồng Việt Nam để em có được luật sư để giúp em, để em lấy lại được công lý và cho em một cái hy vọng là em sẽ sớm được gặp lại các con của em, những cái đứa con mà em rất là thương chúng và chúng cũng rất thương em. Nhưng mà bây giờ các con em thì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với em, nó chỉ được nghe từ một chiều từ người cha của chúng thôi. Thì em không biết nói gì hơn, em rất là cảm động và rất cảm ơn tất cả cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi đã và đang giao tay ra giúp đỡ em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Thì số điện thoại của em đi. Cái điện thoại của em ấy là 714-468-7775. Điện thoại của em là 714-468-7775. Em thì ở thành phố San Diego, nơi đó thì cũng ít người Việt Nam lắm. Nhưng mà trước kia thì em cũng ở khu Bosa này, nhưng mà em chuyển đi nhiều nơi lắm. Tại vì cái công việc của người chồng em đấy là đi khắp nơi, nên là mỗi lần mà anh ta di chuyển thì em đều phải là đi theo và để mang các con đi theo đó. Dạ. Rồi tại vì Jessica ở San Diego, cho nên hôm lúc mà Tám nhận được tiền á, là Tám đã rủ chị Khanh rồi, nói là đi xuống nhà của em để mà trao cái tiền này. Nhưng mà bận quá, không có đi được, tại vì chị Khanh phải bận rồi mình đi xa đó. Tính là xuống đưa liền lúc đó luôn á, nhưng mà cái bận cái cuối cùng gọi cho coi Jessica có rảnh đi xuống dưới đây để gặp thì đưa. Cho nên cho tới hôm nay là cũng lâu rồi đó, cổ đưa cho chị là tuần trước á. Cho nên chị giữ cái này chị rất là khó chịu, chị muốn là giờ là phải đưa liền chứ mắc cũng giữ đây làm khi gì. Khi mà chị nói đó là em nói thật là em cũng đang đứng ở cái trước cái văn phòng luật sư đó, em cũng nói chuyện với chị lúc đấy là em cũng không biết gì hơn, em chỉ biết nước mắt em trào ra tại vì em quá là mừng đó chị. Em giống như là trong thời gian này em chỉ biết cầu nguyện thôi, tại vì em thực sự trong đời em không làm cái việc gì sai trái hết đó chị. Ok, không sao đấy. Không sao, nếu mà mình không làm gì sai trái thì mình cứ ngẩng cao đầu mà. Cứ tại vì coi như là cái này cái nạn của mình rồi. Giống như sẵn đây Tấm kể cho Jessica nghe cái chuyện có một người bạn cũng sanh con, cũng người nam rồi đẻ con rồi ly dị chồng sau đó, rồi cũng đem con đi về Việt Nam, rồi xử ở Việt Nam, mà nói là ở Việt Nam là nó có quyền nuôi con. Nhưng mà chồng ở bên này á, người ta thưa ra tòa, người ta nói là bà vợ bắt cóc hai đứa con. Sau đó tự nhiên bà vợ về vòng lại Mỹ là
về Mỹ là bị cầm hai chân hai tay vô tù luôn. Em là còn may mắn là chưa có cứ như là có cảm giác đi vô tù nha. Cái cô đó không biết chuyện gì xảy ra luôn. Con của cổ, cổ đem về Việt Nam mà cổ bị bắt cầm hai tay cây chân ở trong tù mấy năm trời mới gặp được con. Mấy năm trời là không có gặp nha, sau này nè rồi mới gặp, mà cổ như là sốc biết bao nhiêu quá. Vậy tưởng tượng đi, mình mà như vậy thì sao, đúng không? Vừa xa con, không gặp được con, mà vừa ở ngồi trong tù nữa. Có phải là mình nghĩ mình may mắn hơn cái người đàn bà đó không? Đúng rồi chị, đúng không? Khi mà cái chuyện này xảy ra đó, em nói thật với chị, em chỉ còn phần xác thôi mà không có phần hồn nữa đó chị. Em không suy nghĩ được cái gì hết đó, nhưng mà em cứ trong đầu em chỉ biết cầu nguyện thôi. Em không biết làm cái gì hơn nữa đấy, em không nghĩ được một cái gì hết. Em rất là hoang mang, lo sợ. Và nhưng mà đấy, em lại sợ đau đớn, sợ ấy các thứ, mà em lại rất là thương các con em, tại vì chúng còn quá bé để mà hiểu đó. Thì em cũng chỉ mong một ngày nào đó những cái này cộng đồng Việt Nam đã cho em có một cái hy vọng, một cái mong ước là một ngày nào đó em sẽ lại được trả lại cái quyền nuôi con cho em. Tại vì em là một cái người mẹ mà em làm hết tất cả cho con mình. Em không làm một cái gì sai trái, em cứ tin như vậy. Mình cứ cầu nguyện đi, dù sao đi nữa thì nếu mà đối đế lắm đó, thì mình cứ nghĩ cái chuyện xấu nhất là có thể là ổng có tiền nhiều đi, ổng thắng. Tại vì mình đâu có tiền nhiều, mình làm sao chơi lại cái người ta tiền nhiều. Bây giờ bên này là phải có tiền, cho dù ra tòa luật sư này kia phải có tiền nộp vô hoài chứ, tại vì đâu phải là đúng bây giờ rồi. Là xong đâu, dạ, phải nộp vô tiếp dạ, nó đúng. Có phát sinh những cái gì đó nữa dạ. Mặc dù Tám không có ở bên này lâu nhưng mà Tám biết là như vậy, có tốn tiền rất là nhiều dạ. Sau này cho nên phải giữ vững cái niềm tin, sức khỏe, với lại nếu mà con của mình á mà mình không gặp thì dĩ nhiên mình nhớ, nhưng mà mình phải giống như là mình nghĩ chuyện xấu nhất là mình sẽ không gặp con mình nữa, nhưng mà mình không vô tù, mình ở đây, mình được ở ngoài, mình làm ăn đàng hoàng, hoặc là mình làm ăn lại từ đầu, rồi mình giữ sức khỏe đen chi để nó lớn lên nó sẽ hiểu, từ từ nó sẽ hiểu, rồi sau này nó gặp mình cũng được. Không cần mình phải cố gắng, mình bây giờ mình muốn gặp con không, bây giờ mình lo cái trước mắt trước đi, là mình đừng phải vô tội yeah. Mình không có bị cái tội mà cái gì xét gì đó đấy, chứ còn cái đó mới là quan trọng. Vâng. Không, chứ còn mình đội mà mình phải gặp con của mình bây giờ là không, đừng có nghĩ tới chuyện đó nha, đừng có nghĩ vậy, để cho mình bớt khổ. Bây giờ mình lo chuyện trước mắt là cái tội của mình nó phải vô tội, là mình không phải cái tội mà xét xua gì đó, rồi cái từ gì đó không biết, xét xua gì đó, bill gì đó, mà mình phải vô tội và luật sư phải xử cho mình không có bị ở tù vì cái tội đó, là cái đó là quan trọng nhất nha. Còn cái chuyện gặp con hay không chắc chắn mình không thắng nổi ổng rồi đó. Dạ thì đấy đúng rồi đấy, như chị nói đó, tại vì lúc đầu ấy thì luật sư sau khi mà hồi đã bớt các thứ đã thông cảm là lắm rồi đấy, thì nói là 20.000. Thế thì những cái người mà giúp mình ý, em cũng cho họ nói chuyện với luật sư ấy, thì coi như luật sư thì nhờ cái người chỉ được nói với người đại diện của luật sư thôi. Họ nói nếu như mà không, bây giờ họ không nói chuyện nữa, không có 20.000 không nói chuyện nữa, tại vì họ đã dành quá nhiều thời gian, họ không nói chuyện nếu như mà không có 20.000. Thì đấy, sau khi mà chồng được tiền cho họ rồi thì họ mới bắt đầu nói chuyện, nhưng mà đấy mới được có một tuần, chưa làm được cái gì thì bây giờ lại tiếp tục là phải mất 5.000 để làm đi cái evaluation đó. Đó thì tức là đấy mới là bước đầu, tức là đấy nó còn rất là nhiều khó khăn. Thì em cũng chỉ biết cầu nguyện và nhờ có sức mạnh của cộng đồng, thì em nghĩ là những cái sự giúp đỡ, những cái đồng tiền này đều là mồ hôi nước mắt, và những cái đồng tiền này là cộng đồng đã giúp em, là cũng với một cái tâm nguyện. Thì em cầu mong là với tất cả những cái tâm nguyện của cộng đồng và những cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của cộng đồng, thì là một cái mà em biết ơn vô cùng, và em không bao giờ em không bao giờ quên được những cái lúc khó khăn này trong cuộc đời mà cộng đồng đã giao tay với em. Thì em cầu mong là tất cả những cái sức mạnh này sẽ giúp em vượt qua được những cái khó khăn này, và em cũng cầu mong là cộng đồng, tất cả những người mà đã giúp em về ý kiến cũng như là về vật chất, thì đều gặp được may mắn và có cuộc sống an bình, an lành bên gia đình, như những là gì mà cộng đồng đang làm cho em và tất cả những cái trường hợp khó khăn khác. Em vô cùng biết ơn. Cảm ơn em đã chia sẻ cũng dài quá trời, nhưng mà cũng nói chung là chi tiết thì không có đủ cho cái clip hôm nay.
Tắm lắc, nhắc lại một lần nữa, nếu mà các bạn muốn biết chi tiết rõ ràng hơn thì các bạn hãy vô phố Bonsai TV của anh Lân hoặc là nhà báo Tâm An, Tâm An gì đó, thì nó sẽ rõ ràng hơn. Là Tám có coi, Tám đã có coi rồi, cho nên Tám hiểu, cho nên Tám cũng không có hỏi nhiều, chỉ tại để Jessica còn về nữa, nhà xa lắm. Với lại hồi sáng này Tám có một cái cuộc điện thoại của một người fan của Tám nữa, thì tưởng là Tám không biết, mới gọi Tám mới nói: trời ơi chị ơi, em mới coi cái chị này á, tội lắm, trời ơi, em coi mà em khóc quá trời, chưa bao giờ em coi một cái hoàn cảnh nào mà em ngồi em khóc như mưa như vậy á, chị ráng chị giúp được cái gì chị giúp một chỉ. Cái xong cái Tám mới nói: đâu là ai? Tám cũng nghi nghi rồi, xong rồi gửi cái link là của phố Bonsai TV. Cái nó à, trời ơi Tám biết rồi, chiều nay Tám gặp nè. Cái xong cô đó mới nói: em muốn giúp mà bây giờ làm sao, em gửi check cho Tám nha. Nó nói: no, đừng có gửi, bây giờ chiều nay gặp chừng nào Tám gặp Jessica xong rồi Tám sẽ hỏi cái cách, ai muốn giúp cho Jessica thì liên hệ trực tiếp với Jessica luôn nha. Và bây giờ là đã hết giờ để cho Jessica đi về đây. Số tiền là 5.000 của cái người Mạnh Thường Quân mà đưa nói gửi cho Tám đếm, quên đưa Tám để đưa cái này là cái 400 đồng này của cái này riêng của Tám giúp cho với anh Quang hay giúp cho Jessica. Chị không có biết làm gì hết. Anh Quang cũng đang thì kệ đi. Xong không sao. Vô lấy cho chị 500. Ok. Thôi chị không được rồi, chị không. Không, tại vì đâu có biết rồi khi nào mà gặp lại. Không sao đâu. Nếu mà có cái chuyện gì sau này, nếu mà tình hình diễn biến sao á thì có gì mình liên lạc với nhau, rồi mình sẽ hỏi để vô lấy. Cảm ơn chị hiểu rồi. Chị bà Tám là nhà băng của Khanh nha các bạn. Ráng lên nha, không sao hết, em cố gắng lên nha. Dạ. Thì chị cũng không biết giúp em bằng cách nào thôi, thì có một chút quà gửi em cố gắng em dành dụng đó để mà lo mà tiền bạc sư em đang trải trong cuộc sống. Còn những cái số tiền này là cũng là để chi phí cho luật sư đó chị. Em cũng hy vọng là như vậy. Em biết ơn chị nhiều lắm, cảm ơn các chị nhiều lắm. Đây là 500 của chị Khanh ha, của chị là 400, thì trong đây tất cả là 5.900 đó nha. Có gì đếm lại đi nha, chút nữa có giờ tắt cái này xong mình em đếm lại cho đàng hoàng. Em cảm ơn cái người mà Mạnh Thường Quân đã chuyển cho chị Cam Thơ để cho em. Em biết ơn vô cùng trong cái lúc khó khăn thế này mà đã cho em rất là nhiều như thế này để mà em tiếp tục cái cuộc này. Em cũng biết gọi là cái gì, nhưng mà để tiếp tục cho em đi tiếp tục, và em tiếp tục hy vọng và sẽ cầu mong là sẽ một ngày sớm được gặp con. Em chỉ biết luôn cầu mong cho Mạnh Thường Quân, người mà đã giúp má. Em con cảm ơn bà, con cảm ơn mọi người, má chúng con. Con cảm ơn bà, con cảm ơn bà nhiều lắm. Con cảm ơn bà, con cũng không có ai ở đây đâu mà, nên là mỗi lần gặp chuyện như này con sợ lắm. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Sẵn nói cái vụ cái Mạnh Thường Quân này là ở một nơi cũng không phải tiểu bang của mình, ở xa lắm, thì tình cờ coi được cái clip bên anh Lân á, thì cái cô đó cổ nói là cổ coi xong là cổ không ngủ được luôn, nguyên một đêm cổ không ngủ được, cổ rất là sợ cho Jessica, cổ sợ lắm, không biết tại sao mà cổ nói cổ không ngủ được mà cổ muốn là liên lạc với Tám để giúp đỡ cho Jessica mà cổ không biết làm cách nào, thì cổ nói là cổ rất là sợ và lo lắng cho Jessica lắm. Thì cũng giống như cái cô sáng cũng vậy nữa, cổ nói là cổ khóc quá trời, cũng nói sao mà giống cái hoàn cảnh của cổ cũng giống như vậy, giống như cũng thân một mình ở bên này không có ai hết kia. Cái cô này cũng vậy, nói chung những cái người mà người ta muốn giúp là những cái người đều là đồng cảm với mình hết á, giống như người ta nghe, người ta cảm thấy người ta ở trong đó, ta thấy cái như là
người ta ở trong trong Jessica, cho nên người ta muốn giúp là như vậy á. Bây giờ chuyện nó cũng đã như vậy thì như là Tám nói á, nhớ nha, nhớ là mình nghĩ là mình còn may mắn hơn những cái phụ nữ mà Tám kể đó, mình đi vô tù kinh khủng nữa. Dạ. Cho nên bây giờ mong là làm sao cho mình đừng có bị đi vô tù, mình vô tội, mình không có cái tội này, bởi vì mình đâu có, mình đâu có tội đâu, cho nên là mình chắc chắn mình cầu nguyện là ơn trên sẽ thấy, ông trời sẽ có mắt và sẽ thấy những cái gì mà mình không có làm thì mình sẽ không có bị, còn mình phải ráng mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nha. Em xin kính chào tất cả cộng đồng Việt Nam, tất cả quý vị đã và đang theo dõi cái câu chuyện của em. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian và cho em ý kiến chia sẻ. Em biết là cũng có nhiều ý kiến là ngược chiều và phản đối và không đồng ý, nhưng mà em cũng không trách, tại vì thực ra mọi người cũng không biết ai, em là ai cả, thì em cũng chỉ biết nói là em không làm cái gì sai trái trong cuộc đời hết. Nhưng mà đến cái lúc đường cùng rồi thì vì những đứa con, vì những cái tình thương và vì hy vọng là em sẽ gặp được các con của em, thì em lên đây em kêu cứu để mà em hy vọng được gặp các con của em, để được sự giúp đỡ. Thì nếu như mà ai đó mà không có đồng cảm với em ấy, thì cũng xin đừng có làm tổn thương em thêm nữa, tại em không làm điều gì sai trái hết. Thì xin mọi người là đừng có làm tổn thương em thêm thôi. Em không hy vọng gì hơn là em chỉ muốn được một ngày em gặp con của em thôi. Không thì sẵn em nói đây thì Tám cũng nói luôn là Tám có coi ở trên cái kênh kia, thì em có nói là em chấp nhận, em lên trên mạng là có nghĩa em chấp nhận bị người ta nói, đúng không? Dạ. Chắc chắn trên mạng mà bình thường, đúng, chắc chắn trên mạng nó sẽ lúc nào luôn luôn cũng có hai chiều đó. Dạ. Một lúc nào cũng vậy, cho nên mình đã chấp nhận, mình vì con mình mà, mình vì con mình mà mình chấp nhận tất cả những cái gì, ví dụ em có nói là nhục ngã cái gì. Dạ. Đó bị người ta này nói nó, cho nên em đã chấp nhận thì em không quan tâm đến những cái khía cạnh đó nha. Dạ, dạ. Không có làm mà đừng có để những cái đó mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Dạ. Thì ai thông cảm cho mình thì giúp mình, còn không thì thôi. Nói chung là em không có quan tâm những cái khía cạnh đó. Dạ. Ha. Dạ. Chỉ khuyên như vậy thôi. Thì không biết có phải là tại vì cái lòng người mẹ của em trong em quá lớn, hoặc là mình quá sống về cái truyền thống của mình, mà mình em sẽ làm tất cả cái gì mà cho con em. Em làm tất cả chị ạ. Thì những cái chuyện như này, mọi người còn nói em nhục nhã như thế nào, mọi người bây giờ cả đất nước Việt Nam, tất cả mọi người mà em lớn lên, thầy giáo, cô giáo đều biết em. Em cũng bỏ qua tất cả để em nói ra được cái sự bất công mà em đã bị như thế này. Trong cái cuộc sống mà mười mấy năm trời ở với nhau có tình có nghĩa, 3 lần em đẻ và 2 lần em bị sảy thai, mà bây giờ cư xử với em như này thì em rất là đau đớn, em mới nói hết ra. Nhưng mà con người mình nó không phải là thần thánh gì, biết không? 40 năm trong cuộc đời rồi, em không, em cũng vẫn tự hào là mình không làm một cái gì sai trái cả. Thì em dám lên đây em nói và ai cũng biết em và nhìn thấy được. Em không sợ gì hết chị đâu ạ. Tại em thì, không làm gì hết. Nếu như vậy thì cứ mạnh dạn lên và không có được quan tâm tới những cái lời nói đó ha. Mình chỉ quan tâm những người thương yêu mình, đồng cảm với mình, giúp đỡ mình là được rồi. Bây giờ là mình chỉ nghĩ trong đầu mình là vì con, vì con, vì con, vì con, vì con, vì mình, vì con là được rồi. Dạ, với cả cái câu chuyện này em cũng hy vọng là nó cũng là một mọi người đọc và cũng bức xúc và cũng biết. Cũng giống như là có thể như là không phải gặp trường hợp như của em, nhưng mà trong cái cuộc sống em đẹp vợ chồng thì không ai biết. Nhưng mà đến khi mà nó không còn nữa thì một gọi là cái duyên cái số không còn nữa đấy, thì người ta sẽ nghĩ ra một cái cách nọ cái cách kia. Thì câu chuyện này cũng như là một cái gì đó mà mọi người có thể mà đọc lại một cái gì đó, mọi người có thể làm được một cái kinh nghiệm trong cuộc sống để mà không bị lạc như em. Tại vì cái trường hợp như em, thân cô thế cô mà bị như thế này, em không nghĩ là ai cũng có thể can đảm để đứng ra đây để mà nói được như thế này. Nhưng mà em không có sợ đấy chị, hơn nên là em phải đứng lên đây. Dạ. Để em nói dũng cảm lắm đó. Có nhiều người, người ta tự động người ta thu mình. Dạ. Một mình người ta gánh chịu, nhưng mà nếu vậy thì mình sẽ bị vào tù và mình sẽ bị oan ức, mà đúng không rồi. Bao giờ mình có gặp con được nữa, không có cơ hội gặp con, mà con mình không biết được là mình như thế nào. Nó cũng nghĩ là mình là người mẹ xấu,
nó nghĩ là mình là cái người bỏ nó đấy, như là người nó đang bị nói. Coi như là cái này một cái bài học của mình trong cuộc đời của mình, thì từ từ để coi nó cũng sẽ qua thôi. Dạ. Và cũng là một cái bài học cho mọi người luôn ha. Chúc Jessica có một sức khỏe rất là tốt. Cái này là của Linh. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Linh. Em cảm ơn chị Linh phải đi ra mặt chứ Linh. Linh là một người lúc nào cũng đứng sau màn ảnh. Nói chung là cái câu chuyện này mà ai mà không có cảm động thì Tám cũng nói chung là cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà trong nhà của Tám thì ai cũng phải chia sẻ một chút xíu cho em, để cho có em có tinh thần thôi, biết là cái này cũng chẳng có đáng là bao nhiêu với lại Jessica hết trơn á. Chút thì như là cũng đỡ được nào hay đó không. Cho nên là mọi người nếu mà có đồng cảm mà ấy thì cứ giúp được Jessica cái gì thì giúp nha, nhưng mà nhớ là điện thoại trực tiếp với Jessica. Em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả, và em hy vọng là cộng đồng sẽ cho em thêm sức mạnh. Cảm ơn tất cả. Cười lên nha. Cười lên. Có cái chị kia chỉ cho em là cách mà để mình lần chuỗi đấy. Thế á, ôi con cảm ơn bà, đúng là ý Chúa đấy. Rồi có một cái chị kia nữa, chị có một cái bức ảnh Chúa thương xót đấy bà, mà chị nói chị giữ 30 năm rồi mà được cầu nguyện rồi đấy, mà 30 năm chị giữ rồi mà tự nhiên chị nói, chị bảo không biết làm sao, chị cứ thôi thúc chị đưa cho con. Thế chị nói là con phải giữ gìn cẩn thận, thì con cũng mua một khung con cất. Xong con hàng ngày con cầu đấy, từ hôm đó con cứ quỳ xuống con cầu đấy bà. Thì con tin lắm, thì bây giờ mình cứ cầu là Chúa che chở, Chúa gìn giữ, tin khác vào Chúa. Thế con lại thấy nghe nói Chúa Mân Côi, con cũng biết. Mà bây giờ con có như là cái mơ ước của con ấy. Con cảm ơn bà cũng có duyên nhá, bà cho con ấy. Có mà duyên lắm á. Dạ. Con cảm ơn bà. Rồi bà có không? Bà có. Có bà có. Thế ạ? Thế ạ? Bà ngày nào cũng cầu nguyện ngày hai lần, đọc lần chuỗi ngày hai lần. Thế con mong cho bà được sức khỏe. Nhớ nha má, cầu nguyện cho Jessica nha má. Con sinh năm 1972. À 72. Dạ. 72. Ra Đức Mẹ Long Bích cầu nguyện. Dạ, bây giờ em sau này em đi đấy. Bây giờ em đi về em đi đấy. Dạ, em đi Đức Mẹ, bây giờ em đi em mua hoa xong em đi Đức Mẹ. Hồi chiều nay chị cũng mới ghé đó. À, thì lần nào em đi lên đây em cũng ghé Đức Mẹ đấy. Dạ, mẹ linh lắm á. Dạ, thì đấy em cầu, em đào, em tới, em nói chuyện với Đức Mẹ, em xin Đức Mẹ. Thì em bây giờ thấy cái ngoài, em nói thật với chị như là một phép mầu nhiệm ấy. Từ khi mà em chuyện này xảy ra đấy, em giống như quỵ xuống, em không tin là mình có được cái này đâu, để cái sự giúp đỡ tiền như thế này để mà ấy đâu, nó ngoài khả năng của em á. Thì tự nhiên em lên đây xong rồi đấy, tự nhiên nhiều người đồng cảm rồi giúp đỡ em đấy, như là một cái gì đấy nó mầu nhiệm lắm, mình không thể nào mà tin được đấy. Trên đời này cũng nhiều người tốt dữ lắm, nhưng là phải là có một cái gì đấy, chị biết không, một cái gì đấy em không thể nào mà em giải thích được, là giống như là một cái phép mầu nhiệm, giống như là phải có ơn trên giúp mình đấy, đưa đến. Chị biết không, không phải là chị em cũng chẳng bao giờ biết nhau đúng không, nhưng mà đấy tự nhiên là giống như ơn trên nè, đưa đến cho mình đấy. Kể cái cô mà Mạnh Thường Quân 5000 này nha, cổ nói là không bao giờ cổ coi cái gì hết á, giống như là cổ nói cái này là cái duyên của Jessica đó. Cổ nói cổ không có coi đâu, mà tự nhiên lúc đó cổ coi bà Tám Văn Thơ xong rồi cứ bắt cổ cứ bấm không còn gì coi hết, chán không biết gì, tự nhiên quẹt xong cái cổ bấm vô, cổ mới đầu cổ nhìn cổ cũng muốn coi đâu, nhưng mà xong khiến xui sao cổ bấm vô ngay cái clip của em. Rồi cổ coi xong tự nhiên cổ run luôn, cổ không ngủ được, và cái cổ gọi cho Tám liền. Đó là cổ cũng nói luôn, cổ nói là như là cái này ý của ở trên kêu cổ phải giúp cho em đó, là như đấy, vậy mầu nhiệm lắm chị ơi. Em không thể nào mà em tin được đấy chị. Một tháng trước đứng 3 tiếng ở ngoài trời, ở gọi điện khắp nơi không được, em không còn hy vọng gì nữa. Em nói thôi để em bị bắt vào tù đi, thì xong rồi là mà không biết làm sao, mình không có ai. Mà chị biết trong nhà cửa bây giờ đồ đạc người ta cũng bắt dọn đi, mà bây giờ không biết dọn đi đâu. Em nói thôi bây giờ, lúc đấy em họ nói thật với chị, em nghĩ là thôi bây giờ chồng thì đã mất rồi, rồi chồng thì như thế, con thì mất rồi, bây giờ vào tù nữa, chị bảo là em còn gì để mà sống nữa. Mà em sợ đau đớn thì có một cách là em dùng thuốc, em quên đi, em ngủ một giấc. Em nghĩ đến cái lúc đó rồi đó chị, tại vì nó quá quẫn rồi, nó giống như một đường cùng. Mà tự nhiên em đêm đấy em ra thắp hương ngoài trời, em cầu nguyện đó chị, em quỳ xuống em cứ cầu nguyện thôi.
không còn cách nào nữa, cứ cầu nguyện thôi. Thì giống như là một cái sức màu nhiệm đó, một cái ơn trên mà mang các chị, mang mọi người tới giúp em á. Chứ còn không thì không thể nào mà em qua được đâu. Cố gắng lên. Dạ. Ok thôi rồi. Ok, cẩn thận nha. Cảm ơn chị Khanh, cảm ơn cẩn thận nha. Phải giữ nhan sắc tươi tắn đẹp đẽ lên nha. Không có được không có được buồn nhan sắc nó xuống không được. Phụ nữ phải đẹp. Ok nha. Em chào anh Quang, em về ạ. Anh ơi, em chúc em chúc anh phục của máu sống, phục ạ. Nhiều sức khỏe em nhé. Rồi, ok. Con cảm ơn bà. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe ạ. Con cảm ơn bà. Này mỗi lần cầu nguyện con sẽ nhớ đến bà nhiều lắm ạ. Con cảm ơn bà. Dạ, con chào bà, con về. Vậy em thôi đừng khóc nữa, khóc hoài. Dạ đi bỏ. Đây có duyên bà cũng thương em. Dạ, con chào bà. Anh để cho rồi, ok vậy ha. Có gì liên lạc ha. Anh chào. Chị ơi, chị cảm ơn giùm em chị rồi, này rồi, nhá. Rồi, dạ, cảm ơn em nhá. Em chưa có nói được gì nhiều để cảm ơn là gì cổ đó. Dạ. Em về đó. Bà về, con về bà nhé. Ừ, tranh đẹp quá. Em về. Ok rồi, bye bye. Dạ, dạ. Chọn nhà chung phải. Ok. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Lan Sơn. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Lan Sơn nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.